Xin chào các bác nhé. Nay kho bên em về tiếp nô động cơ Zato. Cái nô động cơ này là động cơ 200 và 210 nhé. Thì nếu mà công suất của nó thì là 6.5 và 7 HP, 7.0 HP. Đây. Trước tiên em xin giới thiệu con động cơ Zato 200. Đây là con động cơ Zato 200 này. Con này nó có màu đỏ nhé, chữ Zato này. Và trên bình xăng là nó có chữ Zato nhé, Zato dập nổi trên bình xăng này. Đây là Zato 200, công suất là 6.5 HP. Đây là ga này, nê gió này, khóa bình xăng. Đây khóa bình xăng đây. Con này thì nó có trọng lượng là 15,5 kg nhé. Giờ em sẽ xoay qua cho các bác xem về cái Zato này. Đây. Công tắc này. Số series của máy này. Đây. Máy đây, nóc máy rất dày dặn và chắc chắn nhé. Riêng hàng nguyên đem thì hàng nào cũng hàng chuẩn hết nhé, bởi vì là toàn bộ là hàng có hóa đơn chứng từ. Nên là nhiều bác cứ hỏi loại 1, loại 2 thì bọn em là không biết loại 1, loại 2 như thế nào. Nhưng mà hàng bên em là hàng của hãng hết. Đấy, chứ không có hàng loại 1, loại 2 đâu. Mà có đầy đủ hóa đơn chứng từ. Đây, bình xăng con. Cái bình xăng con này thì của thằng Zato và thằng Hyundai đều là bình xăng con của Huvi nhé. Bởi vì thằng Hyundai và thằng Zato thì nó cùng sản xuất ở một nhà máy. Ở bên trong máy này. Đây là máy rất dày dặn và chắc chắn. Còn đây đối với dòng Zato 210, công suất là 7.0 HP. Máy có trọng lượng là 16 kg. Đây, trên bình xăng có chữ Zato này, chữ dập nổi. Ga này, nghe gió này, khóa bình xăng con. Số series của máy đây. Máy có màu vàng và màu trắng, màu đen. Đây. Hai con này Zato thì 6.5 HP và 7.0 HP đều có trục là 19 nhé. Chế đều là chế Huvi cả. Chế Huvi của nó chất lượng rất là tốt nhé. Bình xăng con chế đây. Cái động cơ Zato này ấy, thì các bác về lắp vào những máy xây dựng, máy chạy thuyền, máy nông nghiệp. Thực ra là cái dòng Zato này thì cũng vào thị trường cũng tương đối là lâu rồi, chất lượng thì cũng đã được khẳng định trên thị trường rồi. Mà bên em thì hàng thì toàn bộ là hàng chính hãng hết nhé, nên là các bác yên tâm về chất lượng sản phẩm. Hàng thì bên em thì về liên tục. Đợt này cái hàng Zato thì bán thì cũng rất là tốt nhé. Thằng này thì nó cũng có màu cam. Đấy, màu cam này. Màu của nó hơi khác với thằng Zato màu Zato 6.5 này. Hai thằng này đều là chế độ giật nổ nhé. Nọc gió của nó đây. Thì trong quá trình sử dụng ấy thì các bác chịu khó vệ sinh cái nọc gió nhé. Bởi vì là mình làm như trong môi trường bụi bặm ấy. Đấy, mình làm trong môi trường bụi bặm này thì mình chịu khó vệ sinh cái nọc gió này. Thực ra cái vệ sinh nọc gió này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Em nói nhiều rồi, bởi vì là trong môi trường bụi bặm, cái khi mà cái không khí nó vào đây để nó cung cấp oxy cho buồng đốt ấy, cái bụi nó rất là nhiều nên nó cần phải có cái nọc này để nó nọc bớt cái không khí bẩn đi. Đấy, không là rất hại máy.
Nên là khi mà các bác vệ sinh cái nọc gió thì các bác giặt sạch, vắt khô, xong đó nhúng vào dầu, các bác vắt khô đi, các bác sử dụng thôi. Nhúng vào dầu nhớt đấy. Nó không có gì là phức tạp cả, nên mà mình chịu khó mình vệ sinh đi thì cái máy nó sẽ đảm bảo. Ngoài ra động cơ 4 thì đấy thì các bác chịu khó thăm nhớt vào. Nhiều bác thì chỉ biết là chạy thôi. Thực ra là mình thì cũng không phải đâu, nhưng mà chịu khó thăm nhớt vào, chứ còn nó mà không có đầy đủ nhớt hoặc không có nhớt nó xảy ra hiện tượng là bó biên sẽ cháy máy. Mà những cái lỗi đấy thì không ai bảo hành cho các bác được. Hàng bên em thì hàng của hãng nên là được bảo hành là 6 tháng nhé. Đấy. Ngoài động cơ Zato ra thì bên em có cả động cơ Hyundai, đấy, động cơ Weimar, động cơ Sirei, Zongsheng. Về động cơ thì bên em rất là nhiều. Mà cái công suất của nó thì như động cơ Hyundai thì nó có từ 4.0 HP đến 18 HP. Còn dòng Sirei thì đến 20 HP. Đây, Hyundai bên em rất là nhiều đây. Động cơ rất là nhiều. Đây em đang để đặt trên đống động cơ Hyundai đây. Thực ra cái nhu cầu của cái động cơ từ 6.5 đến 7.0 HP nó rất là nhiều. Mình lắp những cái máy xây dựng như máy xoa nền, máy cắt đường hoặc máy chạy thuyền. Và cái động cơ này thì quá yên tâm rồi, bởi vì là cái đặc thù của thằng Zato này thì nó cũng có cái gì đó thiên về cái hướng xây dựng đấy. Nên là máy chạy rất là khỏe, chắc chắn. Hàng bên em thì nhìn rất là chắc chắn nhé. Đây. Máy đẹp chắc chắn này. Hàng bên em hoàn toàn hàng mới nhé, chứ không có hàng cũ đâu. Tất cả hàng về là không bao giờ được đổ nhớt rồi điếc vào đây đâu. Đấy. Khi mà xuất cho khách mà cứ kiểm tra mà trong đây là đã có nhớt là các bác phải kiểm tra lại xem hàng nó đã chạy thử chưa. Một là kiểm tra nhớt, hai kiểm tra cho ống xả này. Đấy. Đấy, đây là hai cái động cơ em giới thiệu qua, hai cái động cơ 6.5 HP và 7.0 HP. Bác nào mà có nhu cầu thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghi dưới màn hình nhé. Các bác xem video mà thấy bổ ích thì đăng ký kênh giúp em. Em xin cảm ơn các bác và em xin kết thúc video tại đây. Mong các bác ủng hộ bên em. Nếu mà có nhu cầu về động cơ, ngoài động cơ ra thì còn rất là nhiều sản phẩm như máy cắt cỏ có này. Đấy. Máy gặt cỏ của Honda, Thái này, các động cơ Seiki này, máy xây dựng này, máy xây dựng như dòng đập thước, máy rửa xe, hàng bên em rất là nhiều. Rồi em xin cảm ơn các bác, em kết thúc video tại đây. Xin chào các bác nhé.